luôn cả nhà. Hôm nay ngày 2 tây tháng 1 năm 2022. Đó là em giao hai con đực mà giao hai chuyến cả nhà ơi. Hai con đực kem 18 con này cả nhà. Đó, này con thứ hai. Con thứ nhất là đi rồi. Bị đường hẹp cho khách đó, giao lần con. Rồi cô chú chị có mua cái liên hệ ha. Rồi hello cả nhà. Hôm nay là ngày 2 tây tháng 1 2022 nha cả nhà. Trại bò Phong Party 2 xin kính chào quý khách nha. Đó. Thì theo lời yêu cầu của chú anh chị hổng là kiếm đực ba bê thì bữa nay em lên đực ba bê cho cả nhà xem nha. Đó thì ba con đực ba bê này giá cũng cực kỳ yêu thương cả nhà ha. Thì trước khi xem nội dung hôm nay cả nhà cho em một like và đăng ký có động lực em làm video nhiều tí nha cả nhà. Đó, thì rồi bước vô trực tiếp nội dung hôm nay. Review cho cả nhà. Rồi con đầu tiên cả nhà ha. Cái con đầu tiên này là đây. Giỏi con, từ từ. Bò này thì đầu hơi sừng cả nhà, ba bê đa số cũng sừng ấy ha. Nè, sải đầu. Mặt mỏ thì nghiêm chỉnh ha. Mắt mũi cũng đàng hoàng, vai nè. Sải tít sải lưng ngon lành ha. Bông trắng lưng đều thôi cả nhà ha. Nói chung là vai này kia nọ là cũng ok, ngon lắm. Chân cẳng móng thì cũng được. Súng đạn thì cũng ngon lành ha. Đó, giá cũng yêu thương. Con bò này 1m, cao 1m15 nha cả nhà. Em báo từ con hay để họ quên nha cả nhà. Cả nhà có gì tôi đi tôi lại xem giùm em nha. Đó. Bò cũng khá là đẹp. Giá cũng yêu thương ha. Nói chung được bò bê hổm lại với em thì nó đáng, nó cũng vừa bò cả nhà chứ nó không nhiều. Đó. Mặt mũi ngon lành, chân cẳng đúng nè, đẹp hết à. Đó. Súng đạn ok. Đó. Chân cẳng móng thì cũng tương đối. Rồi ha, con thứ nhất ha. Rồi cái con ong thứ hai này ổng làm gì muốn đứng cái đàn quạng ở chút đây. Nè, sẽ đầu cả nhà. Ngon lành ha. Nè mặt mũi nè. Giỏi con, giỏi. Quay ghi hình chút đây làm gì vậy? Đây nè. Chân cẳng móng đẹp hết cả nhà ha. Bông giá trắng thôi. Con này bông lường, bông u, bông giấy, súng đạn ngon lành ha. Chân cẳng móng cũng đẹp. Xe qua con. Đi. Xe qua. Đi qua. Bò này thì nó pin lực cả nhà. Đó. Mặt này thì đẹp hết. Đó, chân cẳng thì ngon ha. Súng đạn cũng ngon luôn. Đó, chân cẳng ngon lành hết. Nhưng mà bò này á cả nhà, đó. Những cái này nè, đó. Cái này là dấu tích mà cái chiến dịch mà diêm da nó cục hỏm để lại nha. Con bò này mà là bộ hỏm á là nó đã có bị bệnh diêm da nó cục nhưng mà nó hết rồi cả nhà. Nè. Nó hết là nó lành lông lành mài nè cả nhà ha. Đó. Từ từ sẽ la lông, nói chung nó đang la đó. Cũng đẹp, giá cũng yêu thương thì em báo rõ vậy đó, anh chị nào có ơn thì ok, với phần những người nào mà có nuôi rồi á, nuôi những con bò mà bị diêm da mà nó hết rồi á thì ok cả nhà ha, là biết. Rồi cái con này cao 1m1 nha cả nhà. Rồi con thứ hai, con thứ ba luôn nè. Sấy đầu cũng ngon lành, sấy mặt, sấy đầu, sấy trán này ha, sấy lưng nè. Đó, chân cẳng móng thì cũng đẹp hết. Đó, con này là ba bê đỏ cả nhà, hang đó là ba bê đen bông nha. Đó, súng đạn nè. Đó. Hai con vừa rồi là F1, còn con này là F2 cả nhà. Nha, đó. Hai con F1 con F2 nha. Chân cẳng móng này kia nó hoàn thiện hết ha, không có tì vết gì hết. Con này cũng cao 1m1 luôn nha mọi người. Đó. Thì ba con bò này là cái tháng đó là khoảng chừng 6 tháng rưỡi đến 7 tháng bò hết nha cô chú chị. Đó, đít nè. Đít thì con nào như con nấy hết cả nhà ha. Chạy bá lửa hết. Đó. Cực kỳ, nói chung bò thì cũng tương đối là đẹp, giá cũng yêu thương. Thì cô chú anh chị có quan tâm nhắc máy lên alo em ha. Đó, ba cái đít á. Đó. Thì ba con bò này trại muốn bán giá công khai cả nhà luôn ha, là 60 triệu. Đó, là 60 triệu là cô chú chị nào có quan tâm mua cứ liên hệ ha, số điện thoại em cập nhật trên màn hình. Bởi vì nó đáng thì cái giống ba bê ở dưới em đây á,
giống ba bê. Nói chung cái giá ba bê ngày nay nó hơi đắt, nó hơi cao hơn giá bột pháp kem tí ha. Thì anh chị em nào có những nuôi cái dòng bò ba bê rồi á, hoặc ứng dòng bò ba bê thì mình biết ha. Đó, đít nó có cờ có muối hết tầng à. Đó thì giá này thì cô chú anh chị nào có ưng ý thì liên hệ ha. Em đang có chuyến sẵn chuyến đi Bình Phước ha, đồng Củ Chi, Đức Hòa, Đức Huệ ha, với Bình Dương, Bình Phước, với kể cả là Long Khánh, Long Khánh với Xuân Lộc cả nhà ha. Thì đó, đang có tiếng những tuyến đường đó, ví dụ như anh chị nào ưng ý có mua được thì em kép xe cho nó nhẹ phí tí ha, nó nhẹ phí được nửa tiền á. Rồi hen, để tiếp tục em giới thiệu tiếp tục tiếp theo bò cho cô chú chị thêm tiếp tục nha. Rồi hello cả nhà, hôm nay tiếp tục cái clip hôm nay em lên cho cả nhà hai con được kem và một con cái ba bê nữa nha cả nhà. Hen, giá cả cực kỳ thương ha, nay đầu năm chơi tới bến luôn ha. Rồi cũng cảm ơn những ông anh khách mà nhanh gọn lẹ ha, ủng hộ trại trại, cảm ơn cả nhà rất nhiều ha, cảm ơn cô chú chị rất nhiều. Rồi trước khi em cả nhà cho em một like, một đăng ký, có động lực em làm video nhiều tí nha mọi người. Đây, đầu tiên là một con đực pháp kem ha, sái thì ổng không có được ok cho lắm ha, lưng đít thì lưng vai cũng cực kỳ yêu thương, đứng cái tướng thấy ghét không. Nó chân cẳng thì cũng ngon lạnh đó cả nhà ha, chân cẳng món sò hết à, tại nó đứng vậy nghe chứ chân cẳng không có gì hết nghe. À, đứng nó chịu chịu ra đó, súng đạn nó thì cũng ok cả nhà. Nè, móng nó cũng đẹp hết ha. Đó, bò này cao, chiều cao là 1m15 cả nhà ha. Nè, đít nè, đít lưng đẹp hết rồi, ngon bảnh con. Đi đi, sợ ma gì vậy, sợ ma lũi lũi đây không ông ơi. Đi con, đi quá luôn, trời ơi thấy ghét không, sợ ma thiệt cả nhà ơi. Bò ngẫu đời, đi con, đi cái lắng qua, lắng qua, lắng qua, đi 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 đi, gạt cho bán hai con bên bển sao ma không đó, vậy là sao quay. Rồi tiếp tục cái nha, nó sợ ma cả nhà ơi, mới đuổi rồi, mới đuổi con ma đi rồi, dám lại. Đó, chân cẳng móng thì ngon lành hết hen. Đó, rồi chiều cao cũng báo cả nhà rồi nghe, thì tới con thứ hai cả nhà. À, rồi con thứ hai mặt mày cũng ok lắm cả nhà ơi. Đó, xương sóc cũng dữ lắm nghe, sái tích nè. Đó, chân cẳng móng thì đẹp hết rồi. Đó, súng đạn thì cũng tuyệt vời. Con thứ hai này, con thứ hai là chiều cao 1m2 cả nhà. Xin qua con. Rồi tiếp tục cả nhà ơi. Đây, con bò thứ hai nha. Đó, con thứ hai chân cẳng thì ok, móng thì đẹp hết ha. Bò này chiều cao 1m2 nha cả nhà. Xin qua con, cái con kia nó sợ ma hay gì? Nó đứng nó dạt dạt đây không? Đi. Đó. Cũng tối rồi, em quay lẹ lẹ sơ sơ cái này lẹ nha. Bò thì ok, em bao không có tì vết gì cho cả nhà xem. À, có tài tật lỗi gì là em báo hết rồi nha, đừng lo. Rồi bò này chiều cao 1m2 nha. Rồi tiếp tục cái ba bê, xoay qua ông nội ơi, em sợ ma hay gì mà sao kỳ cục vậy. Đi, ngộ đời thiệt chứ, đuổi nó qua cái thằng, đạp cho hai con nó nhảy qua cái. Rồi cái con trong á, kỳ cục vậy chứ. À, xong rồi, hai ông xong rồi, rồi rồi được rồi, để nó đứng nha. Dạ. Trời ơi tức. Rồi hen. Con cái luôn cả nhà hen. Cái nè, sái mặt hen. Rồi sái lưng hen. Nói chung cũng đẹp bò cả nhà. Chiều cao em cũng báo cả nhà mấy con kia là nha. Bò này cái ít tiền giá yêu thương cả nhà hen. Chân cẳng nè, móng là đẹp hết nè. Bò cái này là F2 nha cả nhà. Đó, rúng hơi thiếu một tí. Đó, anh chị nào quan tâm thì cứ liên hệ ha, số điện thoại em để trong màn hình ha. Đó, bò cái này chiều cao là 1m12, 1m13 gì đó cô chú anh chị. Thôi qua con, đi. Trời ơi, bò gì, sao quay.
rồi hen. Đó, mặt này chân cẳng mũi mấy bên đây là cũng đẹp hết cả nhà, hen, chân cẳng lông sò đẹp hết hen. Thì cô chú anh chị có quan tâm thì liên hệ hen, số điện thoại em để trong màn hình đó. Bò này chiều cao 1m12-13 vậy cả nhà. Còn hai kia chiều cao có báo rồi nha, thì cô chú anh chị coi cái gì lúc tới lúc lô xem hen. Rồi bò cái này bán giá công khai 13 triệu cả nhà hen. Đó, 13 triệu sở hữu bò cái cực kỳ đẹp, còn hai bò được kem này luôn hen. Hai bò được kem này bán báo giá công khai cả nhà luôn là 36 triệu cả nhà, 18 triệu con hen. Nói chung là hai con 36 triệu ạ. Đó, thì bữa nay đầu năm bán bò cực kỳ yêu thương, cô chị chú anh chị cứ liên hệ hen. Một con cao mét 2, con cao mét 15 thì vậy. Nãy em đo vậy em có báo cả nhà rồi nha. Rồi hen, cuối clip em chào cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà clip ngày mai tiếp tục nha cả nhà. Đó, bạn bò đứng giống chữ T không? Rồi cảm ơn cô chú đã theo dõi kênh của em ha. Đó, cho em một like, một đăng ký có động lực làm video nhiều tí nha. Đó. Rồi chào tạm biệt cả nhà.